Đồ nghe giá trị chứ mà đồ nghe. Đó, em đi bao giờ em cũng lưu lại để dành về anh em mình làm kỷ niệm chơi đó. Còn đây là cái chỗ này là mình hồi ngày xưa mình leo mà nó đã về rồi là về này. Đường. Chắc là đi chủ yếu là giống như đi. Đó. Dạ. Để cái này vào follow này. Chờ xíu đi mấy cho. Cái này à. Hôm nay là đi xuất phát ở quán của cô Hường chứ không phải là quán cô Kiều. Cho nên là gần như là bị phít hết nữa. Nửa đường. Có không? Đi ngang rồi. Đi rồi á? Vẫn đi mà, tại vì anh đi tới cái đường cô đó là anh phải đi dốc này à. Ai rồi cũng phải đi cái dốc này thôi. Muốn lên đỉnh là phải lên dốc này. Đúng rồi. Ai rồi cũng phải đi cái dốc này thôi anh Quang à. Rồi. Chào chị. Đây là chị. Đấy, dạ. Đấy là đại ca đấy. Đại ca. Dạ. Dạ. Nãy giờ tụi em mới vừa lên tới còn mấy anh chị đã leo quá trời rồi. Quá trời rồi. Quá trời. Leo lên leo xuống á. Cái từ nước hả? Đúng rồi. Cái bắt đầu mới vô lại cao tốc ở bên chỗ khu công nghệ cao. Lâu đâu phải. Cũng lâu đâu. Tại anh Linh ơi. Tại anh Quang chạy kỹ càng quá. Cẩn thận lắm. Hôm bữa chạy mà chạy ở Quảng Bình á. Giống vậy nè. Dạ. Chạy Quảng Bình nguyên cái dốc vậy nè. Ồ. Mà này nó không cho đi bộ đúng không? Bắt chạy đúng không? Hả? Ai đi bộ đuổi về. Đồ đó ai đi bộ đuổi về đó. Mùa này đi vô núi Vinh nó hơi khô. Lá là nó cũng nhiều nè. Cho nên là mọi người đi phải cẩn thận. Thấy không? Qua hết mà. Có cái đường đá nè. Đường mới. Mình đi theo khúc nào anh? Anh Hoàng? À. Khúc đỏ hả? Nhớ. Dạ. Kiếm các kiểu điện thoại để gọi. Em gọi quá trời không được, em nói anh Hoàng nó lên đỉnh nhanh quá. Anh ấy lên rồi. Sẵn tí là đi mất rồi. Đây có cái lá dừa. Có lá dừa. Dừa xanh. Dừa xanh dừa trắng đẹp quá. Sắp sửa tới chùa Hang Mai rồi. Đã quá nè. Cái bộ co này tập giỏi nha. Nhất là cái tay này nè. Tay tập co lo. Có cái sau gì chứ. Đấy. Đều quá ha. Thôi mà sao bữa nay lại trời lên đã ha. Mát mẻ. Khi mà anh tham gia những cái bộ mà anh thấy rất là vui là sẽ tốt. Nên thời tiết mát mẻ. Nay thời tiết tốt nè. Bình thường bữa nay là có là nắng. Cây này có hai màu ha. Đúng rồi, lá hai màu. Bị đổi màu. Hôm nay là em dinh dưỡng của em ấy. Là bữa chính của em bây giờ đang là bữa trưa. Rồi hai dốc giống vậy nữa hết nha. Hai dốc vậy thôi à. Cái này có nhầm gì đâu, lát nữa chị thử dẫn đầu giờ đó. Ủa, anh Hoàng đâu anh? Hoàng đi đường khác hả? Anh Hoàng đi đường khác rồi. Trời ơi. Anh Hoàng bỏ anh em mình đi đường khác rồi Níu ơi. Anh Hoàng bỏ anh em mình đi đường khác rồi. Anh Hoàng bỏ anh em mình đi đường khác rồi. Vô lý.
đây rồi. Đấy nha, đấy nha. Bây giờ không tội rồi nha. Rồi. Chỉ là mang kiếm đi thôi nha. À. Nên có kế hoạch quản trị lại. Em không biết gì trơn nha, em chỉ hiểu là lâu lâu mới đi là không biết gì đó. Ừ. Ừ. Đúng không Hiếu, giờ mình mới nghe anh Hiếu ha. Giờ anh bao xe cho nên giờ là anh không biết nha. Anh không biết, anh không nghe. Là dốc này nữa thôi. Cái này là cộng thêm bốn ớt. Đấy, còn cái dốc này nữa thôi. Em thông báo với anh Hoàng là từ nãy giờ là anh Thành ấy, anh Hoàng anh nói cái gì với anh đó nha. Hoàng á? À. Nói gì? Em không biết nữa, em nghe, em không dám nghe luôn. Em nói em không biết gì hết đó nha. Quang nói gì đấy, nói lại cho anh. Linh ơi. Anh Hoàng. Anh Hoàng em hỏi là anh nói cái gì kia. Bây giờ phải nghe lại qua người đại diện. Tôi không nói gì tiêu. Đâu? Nói qua người đại diện này. Cái đường này mình chưa đi nhỉ, anh nhớ nhỉ? Trời ơi, đi nhiều quá nó vậy. Đi. Không, đường này đi nhiều rồi. Anh Hoàng đi. Anh đi chỗ khác. Chết anh Hoàng rồi, chết anh Hoàng rồi. Ờ, vậy ha. Vâng. Ờ, à, đúng rồi. Bình thường ra ba cây trên máy là lâu lắm mà chán lắm. À. 19 phút. Hello. Xong máy của Quang sao gì chạy ba cây dữ vậy? À quên một cây. À, một cây. Một cây. Một cây. Nó nhảy sang. Bấm trễ nè. Vừa qua được con dốc thứ ba. Dốc thứ ba rất là dài. Qua dốc này chút xíu sẽ tới chùa Hang Mai. Hôm nay là ngày 21 tháng 5. Tại núi Vinh mình sẽ đi cái cung màu đỏ. Nhóm anh em sẽ đi cung màu đỏ. Thời tiết hôm nay rất là thuận lợi cho việc trekking. Không nắng, cũng không nóng nhiều, không có gió thôi, nhưng mà độ ẩm thì ít, trời thì tầm khoảng 29 độ, rất là tốt. Lần nào cũng qua cái cung này, chỗ cái bụi tre này. Anh Hoàng, anh Hoàng nhớ cái bụi tre chưa? Cái bụi tre này là anh Hoàng anh Hoàng kể là nhà anh Hoàng có ngâm tre là các kiểu đó. Cái cung bà chưa đi cung đường này. À, biết chắc. À, đi rồi à? À, biết anh đi với ai nữa vậy anh Hoàng? Đó, không có đi với tụi em nha. À, gì hả? Đi với em đi. Vậy mà chị Thủy nói là anh đi với em gái mưa. Chết anh rồi. Chết anh rồi anh Hoàng ơi. Cái thương hiệu ấy. Dr. Thành. Kia nó ăn mấy lần rồi mới đến. Có Coca nha anh Thành. Kiểm soát vĩ mô chứ đi vào vĩ mô. Vấn đề là để người ta kiểm soát chứ không mà mình kiểm soát. Anh Hiếu này. Anh ai được không? Bắn cái. Bắn nhanh thế. Anh Hiếu này đi đâu cũng không có giám sát đi cùng. Thậm chí đuổi đi. Hai ngày nay cái cơ thể cái bụng nó có vấn đề. Nhưng mà không biết sao. Nhưng mà hôm nay đi thì cái bụng nó khá tốt. Còn mong là lát nữa lại
yên bình. Thời tiết bên này đẹp quá. Thời tiết bên này rất là thuận lợi cho trekking á. Có hôm nào đi với anh Chí á, thời tiết thuận lợi. Chưa được gọi là tính đi. Phải ra mồ hôi, phải nắng, phải mưa. Yeah. Không, mà bữa hổm là mình đi đúng vậy luôn ha, anh Quang ha. Có nắng, có mưa luôn, mưa nhẹ. Nhìn đổi cái lệnh sản xuất mới á, thành ra nó coi là hàng mới. Kể cả bây giờ mày đưa cho nó lô mới xong mày lại đưa cái kia vào lại xong lại đưa nữa thì vẫn hết. Đúng rồi, cũng chả ai, ai biết gì đâu. Ôi đây Quang, hôm trước anh có thấy em tắt cái Aiden gặp một cái kết sắt ấy. Đấy là mẹ chủ vỉ, mình đưa vào hay là cắt thật đấy? Thật đấy chứ. Mẹ ông đấy luôn đấy. Cái kết sắt thì đang lo tiền. Quay hả? Dạ em quay chứ, em phải quay chứ. Rồi đi. Yeah. Yeah. Đó. Yeah. Đó hay. Xin vào kênh Hữu Tí đi lắm. Con ha. Và cái đây là đường lên đỉnh nào bạn. Ờ, nay đi thời tiết đẹp quá. Không đá luôn. Sao thế? Hết pin à? À có, em đang quay cái cảnh của mọi người. Thành chụp một mình rồi, Thành chụp mình. Chầm tí. Không, cái này em tự tay em cho vào em khỏi nhỉ. Cái này có anh hiếu cho đấy. Cái này anh hiếu cho em này. Cái này hay lắm đấy. Ủa? Đưa anh hiếu về. Đó đâu anh chị ạ. Ông đi út về. Lên lên lên. Có gì thứ hai mình tính anh ơi. Cho quán cà phê với thầy sao vậy? À, mà anh cho anh Linh không, không anh biết. Anh sẽ nhận là anh hiếu cá chờ còn vất vả đúng không anh nhận nhận mà ngồi cứ ăn đi đó không em được. Em yên tâm anh hiếu có cho cảnh mơ mơ em ngắm mất cảm ơn muối à không đúng hết chứ nên nước cái cây này kìa ơi quá bố trí nó phải chị ơi anh cũng đang ngồi đây chị. Trong phòng gym tập yoga. Trong phòng gym tập yoga, tập cái group còn trong phòng phòng yoga thì anh Hiếu lại tập gym. Đúng rồi. Anh Hiếu nói thật. Mà nói có hiểu đâu. Có ai nói chứ ai. Không hiểu. Cái đường này không cái đường bữa mình đi leo leo cái núi ủa hình như là quẹo qua đây nè chứ. Dạ dạ không mình xuống tới dưới mình mới quẹo anh. Ủa vậy ha. Dạ dạ. Ủa chứ không nhớ đi đường này nữa. Bây giờ là đã đi xuống khỏi đỉnh là bạn. Em thiếu cái gì là em phải hoàn thiện cái đấy rồi em upload bạn. Wow. Núi đã quá. Kiểu như vậy. Mà em phải làm thật đấy không phải là làm đổi rồi. Vâng.
phải là có hết, không thể khai không được. Thế nếu khai không thì sao? Không, nếu khai không ấy là nó sẽ gửi đến cho cái thằng file lên con của em ngay. Nó sẽ vào file lên con của em, nó không duyệt. Nó thấm qua những cái kẻ đá đó, nó đi ra hỏi. Cấm luôn, nó phải chảy luôn, nhưng mà nó lại chẳng chảy. Vậy thì nó chảy nó phần những cái xe. Nó chảy à. Đường này là mình chưa đi mà kìa. Quá đã ha. Quá đã. Cái đường này dốc nhiều cái tí nhỉ? Dốc. Dạ. Đúng không? Ai đâu đúng hơn gì nước ngoài nhỉ? Bây giờ thì bỏ cái lót ra đi. Không, thì bây giờ bỏ cái lót của ông Hoàn ra đi. Lót của ông Hoàn bỏ trong này ạ? Ủa sao vậy anh Hoàng? Cái gì? Sao người ta không cho anh tắm vậy? Anh nói anh đi rồi mấy lần rồi sao thông tin nó cứ qua u ớ. Anh không alo em với anh không biết gì cả. Cái này là cái này phải qua lại. Bữa trước thứ bảy thứ sáu họp rồi bây giờ cũng qua u ớ. Vụ này là phải nói lại không là chạy quá không là lựu đạn với con này. Họp hai ba ngày thống nhất rồi. Bây giờ là xác nhận là vụ này không có đơn giản chút nữa. Không hiểu. Bắt đầu là hiểu thật là không hiểu. Không hiểu. Vụ này là không có đơn giản. Chẳng nữa. Không có sao kỹ ta mình hiểu. Sao ngày nào mình cũng họp, mình thấy nhất hết trơn rồi sao? Có chuyện chứ. Có chuyện. Sao lại biết thông tin vậy? Họp xong kiểm cá này không kiểm cá xuống á. Quán cô không thể nào gan đây năng lượng ha y như sắt đây mời em có cái chai mà đây rồi chăm rồi quá nè chân chị đi sai bao nhiêu công nhân như bọn em như như biết rồi chưa để em chụp đi cái cung màu đỏ. Mình đang đi trên cái cung màu đỏ đó nha. Bây giờ này là bắt đầu mình tách ra rồi đó, mình đang đi trên cái cung màu đỏ đó. Ờ thế hả? Vâng. Okay. Mình đang đi cái line màu đỏ đấy. À. Nó có giao dịch chứ không, cao su nó học mất. Quen rồi, đi Ca Lâm rồi. Vâng. Em thấy bác kia đi dép của ông có sao đâu. Đi quen á chị. Ừ. Người ta lên xuống quen á. Đã có đơn vị truyền thông. Trước quang với chí thì trời mưa nhỉ? Dạ, mưa đúng rồi. Trời mưa. Cái này em đang trực tiếp cái dãy leo núi nha. Dạ. Chị ơi, cái này em đang trực tiếp dãy leo núi đó, cho nên là leo. Anh ơi. Anh Hiếu. Dạ, cái này em thông báo với anh là em đang trực tiếp cái dãy leo núi đó nha anh. Cố gắng nha anh Thành. Leo xuống. Dạ, em đang trực tiếp cái dãy leo núi nha anh. Đoạn này thì ok không sao hết. Đoạn này ổn. Ê, mình đang ở trong cái cung màu đỏ. Ôi đã quá. Rồi vô rồi. Rồi cái con gì thế. Đây nghe tiếng chim đảo quá. Chim đảo quá. Trời mưa đi chỗ này đá lắm nha.
nó ẩm ẩm á, thích thích. Minh chị ơi, Minh chị vô nhà em chơi nghỉ ngơi chút đi. Đi chào. Dạ. Ồ, hoa đẹp quá. Ồ, cây này này. Ồ. 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 Điều mà là mong muốn. Rồi xuất phát phải rất là mát. Đấy. Cái lô cốt đây cũng mới nhỉ. Không hiểu cái này là gì anh. Cái rừng tràm này, cái cây này lớn chứ sao, mấy cây ở đây mổ nhá. Cổ thụ là mình sẽ chọn bác sĩ trước. Tràm quá đẹp. Ô, cái tổ kiến à, tổ tổ mối chứ. Mối hả? Dạ, tổ mối, tổ mối. Leo cái dừa lên, tổ dừa lên. Tổ mối. Rồi, giờ là đi vô tới rừng tràm Bạch Đàn nè, để đi, đi vô cái suối. Đi vô suối. Bình thường không bữa hổm đi là trời nước ướt. Nay đi nó khô quá trời. Rồi đi tới đây là trời bắt đầu nắng lên. Trời bắt đầu nắng lên. Nhưng mà cũng không nắng nóng lắm. Dọc đây đảo quá nè. Đây. Ui, những cái mỏm đá. Đi cái đường vô trong suối. Đường này vô suối nha mọi người. Ui, có mỏm đá mà đảo quá nè. Đấy, tiếng suối đấy. Đấy, tiếng suối đấy. Tiếng suối nó ồn ào thế đấy. Hết nước rồi nè. Hết nước. Không, đi lên cái trên cái suối trên. Bập thôi, nhưng mà... Đây đi xa có ý nghĩa gì? À, đấy. Hồ này có 200 mét nhưng mà... Hồ nhiều nước, đi thẳng. Đi thẳng có hồ nhiều nước. Hồ ba cũng nhiều. Thế kìa, trong đó mấy ảnh có hồ chứa nước kìa, thấy không? Lên, đó. Hồ nước mấy ảnh đó. Đấy, hồ nước. Cái hồ hồ suối đá, nhưng mà mùa này hết nước rồi, không quay được, toàn là đá không. Thì quẹo qua đây là nó sẽ có một, đi qua chút xíu nó sẽ có một cái ngã ba, những cái bậc lên, lên hồ ba, là mình sẽ đi lên đỉnh hồ. Đây, đây nha mọi người. Nó rất là cổ điển nên là nó làm những cái bậc cao cấp như này rồi này. Dạ. Yeah. Thấy cái bậc tam cấp này, này là lâu rồi đó. Tại ngày xưa những cái hộ ở đây người ta chơi nè. Ý là muốn tìm cho cái mỏm cũ đó. Điều, thôi. Đêm về em coi cái clip đó rồi. Cái chỗ nó có một cái ngã quẹo. Tự nhiên mình quên nha. Tôi biết cái đây là thu hút. Nhớ thì cái 40 thôi. Cái này hết nước luôn nè anh. Hả? Nhưng mà, không còn nước luôn. Sạch nước luôn nè. Bình thường á anh Hoàng, đầy nước dữ lắm. Biết rồi. Nhìn là biết à. Cái nhìn đá trơ trơ ra là biết à.
sọc nước. Thôi đi này được rồi. Hơn okay. Hơn lần trước nhỉ. Hồi bốn anh em mình đi có tí. À. Sao bây giờ đi tiếp nào? Khoan chờ mấy chị đây nè, mình có đường nè. Quang ơi, hình như gần tới rồi. Đúng rồi nè, thấy quen rồi nè. À đúng rồi, gần tới rồi. Chính xác nó rồi anh Quang ơi. Cái này là mình đi ra nè. Hey, xem anh. Có lần anh chưa kiểu mà ông bị vứt điện thoại nhưng mấy đâu nhé. Yeah. Bút lên trời. Anh cứ đi. Dạ. Thế cuối cùng mẹ bây giờ theo cậu đi họp vào tháng mấy? Tháng 8 nhé. Họp tháng 8 ở Sapa cho mát. Sướng nha. Cứ màu đỏ thôi. Ở đây nó buộc cho mình hết rồi. Cứ màu đỏ thôi. Ở đây nó cứ buộc màu đỏ cho mình hết rồi. Cứ đua màu đỏ là ok. Dạ. Dạ. Hôm nay là mình cũng dùng hết rồi đấy. Dạ. Đây là quá ok rồi. Thiếu tí mưa thôi. Dạ, đúng rồi. Đây chỉ có thiếu tí mưa. Quá đẹp. Hôm nay đi đã nha. Trời buổi sáng thì mát. Buổi trưa thì hơi nắng một tí. Bây giờ vẫn mát. Ừ, hơi nắng một tí. Đấy, em nói rồi, chị Thủy là khởi động là chị Thủy đi sau thôi. Chứ mà đã nóng máy là chị Thủy đi trước không đó. Dẫn tim hết. Không có mấy anh chị Thủy ra đây đừng cái. Bởi anh Hoàng nó để anh Hoàng thưởng cho chị Thủy đôi giày mà. Anh giày thiếu đấy chị. Đã ha, đấy, em thích là như thế này nè. Đúng rồi. Cái kia, đường. Đường cứ phải thế này đi sướng nha. Ừ. Không khó lắm đúng không? Trời ơi, này thì mới là leo núi. Cái này là mát mát. Mình xuống cái chỗ suối đá xong mình lại đi một vòng nữa lên. Ừ. Đi nữa nhá, thế thì thế nhá, quyết định thế nhá. Rồi. Thằng đầu mà chị Huyền đi thế này là chị Huyền giỏi rồi. Giỏi rồi. Anh Linh anh huấn luyện thôi. Thế mà anh Linh không cho chị Huyền đi hả? Anh Hòa. Anh huấn luyện là không ngoan. Nó có nhiều điều kiện lắm. À, hiểu rồi. Đơn giản lắm. Chị mà chị thấy anh Linh mà anh đi bà đen là thôi. Chị đi không kịp với anh luôn. Ồ, đường này giống như đường cả cái tóc đó là thường gọi thấy nhỉ. Đó, xuống đây nè. Mát quá. Quá đã. Hết nước rồi. Bình thường chỗ này cũng có nước rồi đó anh Hoàng. Nó chảy. Chảy ngang. Mua đôi nữa. Mua đôi màu đỏ nữa. Xong rồi đi lệch kìa. Ừ. Quá ok rồi. Hả? Quá tuyệt vời rồi. Dạ. Núi Vinh đó là nó có ba cái đoạn.
cái đoạn thứ nhất là đi vô núi đá rừng như cái này đảo nè, cái đoạn giữa đó thì đa số là bê tông, đa số là bê tông với lại nhà dân. Cái đoạn thứ ba là cái đoạn lên đỉnh này nè, đi lên tới trên đây là gần như là nó còn nguyên sơ đẹp. Nhưng mà dạ đúng rồi, mà mọi người vừa đi cái cung màu đỏ rất là đã nha, cung màu đỏ cực kỳ thích. Chà, mưa lắm này. Mưa. Mưa. Sắp rồi. Hy vọng là mình về đến nơi thì mưa. Thì tới đỉnh đỉnh rồi. Hôm trời đang có cái hiện tượng mưa. Thời tiết đang giảm xuống. Nhiệt độ đã giảm. Tình hình có vẻ là không tốt rồi, chắc chắn sẽ mưa. Tối lắm rồi. Dạ. Trời sắp xuôi à. Trời chắc chắn sẽ mưa nha. Chưa đâu, mới có nửa đường rồi chị. Đâu, sắp ra rồi, sắp đến đường vợ rồi. Lâu lâu chị Huyền đi mà chị Huyền đi vẫn giỏi nha. Quá giỏi luôn chứ. Chị Huyền quá ok rồi. Bây giờ về tập group X đi. Đây là cái gì nhỉ? Điến này. Anh lấy được em như lấy được con trâu tốt. Linh hạnh phúc đấy nha. Linh được hai lưng được cởi lên cái lưng con trâu nha. Đời Linh là anh Linh là sướng nhất rồi. Anh là gì đấy? Yeah. Anh là sướng nhất ấy. Không cần tiền nhiều chứ thấy nha. Không cần tiền nhiều. Rồi ra tới đường rồi nha. Tới đường chưa? Tới đường. À. Xin thông báo là ra tới đường. Tới đường. Quẹo trái. Về lại. DAC. Ủa quẹo trái hay quẹo phải? Em nhớ quẹo phải mà. Phải hả? Không, em nhớ quẹo phải mà. À quên. Em nhớ quẹo phải. Quẹo phải để đi ra đường bê tông lớn. Đúng rồi, em nhớ quẹo phải. Sau đó mới quẹo trái. Dạ. Đúng rồi, ra đường nhựa mới quẹo trái. Chính xác. Anh đi chỗ này để em chờ. Chờ anh Hiếu Di, chờ anh Hiếu Vinh Thành. Và kết thúc ra khỏi rừng. Đang đi trong rừng là bị một cơn mưa tầm tã hết, toàn bộ mấy anh chị em là ướt như con chuột lột hết. Nhưng mà Di chỉ có bạch. Di chỉ có anh Linh là anh Linh không bao giờ ướt. Không. Và cuối cùng là ba anh em bị bỏ lại. Nguyên Thành ổn. Nguyên Thành ổn không? Còn đẹp hắn thôi. Lên 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 lên. Mới bị khi nó ngã nó mới sau khi ngã nó bị luôn. Thì cái dây chằng của anh có sẵn rồi. Nói chung là khi anh bị dây chằng là như em vậy đó. Em sẽ phải tập một năm trời. Tập một năm trời làm quen những cái động tác mà bỏ qua những cái động tác một năm trời á. Cho nó hồi phục đúng không? Đúng rồi, năm trời nó hồi phục, chứ anh quen. Nó quen cho nó giống như là nó cái phản ứng á. Khi mà anh bị cái động tác đó, tự nhiên anh giật cái chân anh lại. Chứ còn không là anh bị. Cho nên giờ em vẫn đá được mà. Hai bạn nhé. Em vẫn đá được. Nhưng mà em không đá được cường độ cao thôi. Trời ơi, cô sáu năm. Dạ. Cô này rất là nổi tiếng nha. Đi đâu trong rừng này hình như là nguyên cả. Cô này sáu năm đấy. Nguyên cả cái khu rừng này đều là biết tên. Cô sáu năm đấy nha.
Dạ. Có sớm lắm đấy. Đâu có, đâu có giờ xấu đẹp đâu quan trọng là cô nổi tiếng. Ôi giời ơi, dạ. 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 Đúng rồi. Một khi trong rừng hồi nãy, rồi, có kiểu đầu lắm. Hồi nãy cô biết không, mới vừa ra khỏi đó cô là làm kêu cô ơi, sao cô ra đón con. Trời ơi, cô đi chơi vừa về, cô chị theo cho nhóm bạn kia. Cô phải chạy ao nữa, cô lấy chị theo, cô ấy gửi người ta nhựa mỡ như lần trước. Dạ. Nếu họ mang lên, rồi nướng mỡ, mấy bạn chơi, cô phải chạy chợ của nó. Ồ, dạ, ok. Các bạn bạn này phải chạy chợ lấy theo cho bạn. Dạ. Dạ, okay. Đứng cho bạn này 4 ký. Dạ. Bên bên con chờ, cô chờ xíu nha. Mấy bạn lên vào cái. Dạ. Mọi người ăn kia phải không?